Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ấn Phát. Tối ưu không gian làm việc luôn là yếu tố hàng đầu mà hầu hết tất cả mọi người đều hướng đến và có thể giúp tiết kiệm không gian hơn nhiều so với các mẫu màn hình có cùng kích thước tương đương, thì chúng ta không thể bỏ qua mẫu màn hình mới nhất đến từ nhà LG, LG Libero. Và giờ cùng mình bắt đầu video khám phá chiếc màn hình thú vị này nhé. Libero là một cụm từ rất quen thuộc khi chúng ta xem bóng chuyền, và đây là vị trí phòng thủ đòi hỏi tính linh hoạt cao. Và đúng như cái tên, màn hình LG Libero có cách sử dụng rất linh hoạt, di động. Libero được trang bị chân đế kim loại hình chữ U, đặc biệt có khả năng xoay 90 độ. Ngoài sử dụng theo kiểu truyền thống, đó là xoay chân đế vuông góc với màn hình để giúp đứng vững trên bàn làm việc, thì khi xoay ngược lại nó sẽ như một cái tay cầm để treo màn hình lên tường hoặc tấm vách. Tuy nhiên các bạn nhớ trang bị một giá treo thật chắc chắn nhé. Đặc biệt, khả năng xoay tương tích trên Libero sử dụng cho cả hai chiều khi đặt trên bàn hay treo ngược thiết bị đều rất dễ dàng, các bạn không cần phải trải qua bất cứ một cài đặt gì cả. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì mình đã thực sự bị thu hút bởi thiết kế của LG Libero, tinh tế, gọn gàng và khác biệt so với những mẫu màn hình khác trên thị trường. LG Libero thì sở hữu thiết kế vuông vức, mặt lưng phẳng mịn và được bọc một lớp nhựa, cảm giác sờ rất xuống tay, mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ cao khi chúng ta đặt ở góc làm việc. Và đặc biệt thiết kế mặt lưng phẳng này giúp chúng ta có thể đặt sát màn hình vào tường hoặc treo như một chiếc TV nên rất tiết kiệm diện tích không gian làm việc. Và với ngôn ngữ thiết kế tinh tế gọn gàng như vậy thì LG Libero không chỉ đơn thuần là một chiếc màn hình mà nó còn có thể là một món phụ kiện giúp không gian làm việc của chúng ta thẩm mỹ hơn và rất là phù hợp cho những ai làm công việc liên quan đến sáng tạo, thiết kế đồ họa. Màn hình LG Libero được bao trọn bởi các cạnh viền siêu mỏng, đem đến không gian hiển thị rộng rãi. Phần khung viền được làm bằng nhựa nhám chắc chắn, bảng điều khiển và hệ thống cổng kết nối thì sẽ được đặt ở bên cạnh phải, khác hẳn các mẫu màn hình khác. Ở đây chúng ta sẽ có một cổng HDMI, một cổng USB Type-C công suất 65W và jack tai nghe 3.5mm và cuối cùng là cổng nguồn. Ngoài ra thì hãng sẽ còn tặng kèm cả cáp sạc C2C đi kèm, khá là tiện lợi cho việc kết nối với các thiết bị hiện nay, đặc biệt là xuất hình từ laptop ra màn hình ngoài. Và một điểm cộng nữa cho phần thiết kế chính là ở phần cạnh trên và cạnh dưới của màn hình đều có cổng để cắm webcam, đem lại sự tiện lợi khi chúng ta muốn thay đổi vị trí màn hình. Và về thông số thì màn hình LG Libero có kích thước là 27 inch, sử dụng tấm nền IPS và độ phân giải là QHD 2560x1440 với 99% sRGB, hỗ trợ HDR10, đem đến hình ảnh hiển thị sắc nét và các bạn có thể thoải mái xử lý các tác vụ văn phòng thường ngày, xem phim giải trí hay xử lý các tác vụ đồ họa trên chiếc màn hình này. Và ở phía trên mặt trước của màn hình thì sẽ được tích hợp giải loa ngoài, chất lượng âm thanh ở mức ổn, phục vụ tốt cho việc xem phim, nghe nhạc, đàm thoại. Còn nếu các bạn muốn chất lượng âm tốt hơn thì mình khuyến khích các bạn nên sử dụng thêm loa ngoài. Và như đã nói ở trên thì khi mua màn hình các bạn sẽ được trang bị thêm cả một chiếc webcam rời với tiêu chuẩn Full HD và có tấm gạt che giúp tăng tính bảo mật khi chúng ta sử dụng. Ngoài ra, ứng dụng LG Switch còn hỗ trợ nhiều chức năng khác nhau để bạn thực hiện các tác vụ đa nhiệm bằng cách cài đặt phần mềm trên PC. Nó giúp chia nhỏ các cửa sổ một cách dễ dàng thành nhiều kiểu đa dạng. Bên cạnh đó thì người dùng còn có thể đặt chế độ chia tách và cho khởi chạy thiết bị trên nền tảng của gọi điện video bằng phím nóng được ánh xạ. Và tổng kết lại, nếu như các bạn đang cần tìm một mẫu màn hình thiết kế đẹp, thanh lịch và tối ưu không gian làm việc, vừa đa tác vụ với mức giá hợp lý thì đừng bỏ qua LG Libero nhé. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.